đùa. Chết là nó bắt đồ. Bắt đồ chỉnh đầu lên. Không, tôi hỏi ông là nhà ông từ nhà cũ đến nhà mới tôi lên mấy ông em lần rồi. Ba lần rồi. Ông cứ nói tôi không. Đi giao hàng ghé qua ai thì ghé được. Thế rồi ghé qua. Ghé bây giờ ghé này mọi. Không ghé thôi, cái bùi. Ghé bây giờ ghé. Xì xì à, bùi xì. Ông ra bảo mẹ mới bảo em mai tôi lên điển đông. Thật thà. Xin ra cái chào quý vị của bạn tôi đang ở nhà Minh Mai. Có ghé tập cơ. Đây là hôm nay là chuyến tham quan du lịch nhà trường này. Chúng ta có ghé lại. Ghé qua nhà Minh Mai thăm gia đình. Hôm nay anh em tụ tập với nhau thì giới thiệu đây là nội xin giới thiệu toàn bộ với anh chị em mà số này ông ngoại là tôi mày ông nội nhưng mà là ông ngoại mình giới thiệu mình là ông nội nhưng mà là ông ngoại mình là ông ngoại nhưng mà mình muốn đời là ông nội 100 đứa trong ngoài vẫn gọi mình là ông nội bác để em học cái bác rồi bác xin đầm không bác không bao giờ anh lâm tần xin lâm tần mới là tô mày quay ông kính ở đây tô mày là quay là mai tô đây là minh mai đã tô rồi minh thì còn cực tô nữa đây là xin đây là phạm tuế là quay là phạm quý là tuế là sản phẩm 100 cây sau đây xin là đào quân đô người ta gọi là sát gái 100% nhưng mà là bố nói với anh em Thái Tuần đào quân đô chỉ là tin đồn thôi các bạn biết rồi đào quân đô gặp đây phát chết luôn đào quân đô đi đâu có một bộ bác sĩ trực tiếp đấy bác sĩ ơi đào quân đô đi đâu phải trực tiếp đấy hai xin đi đâu để yên em thôi mai chơi trăm đồng ơi đồng chí sĩ này giới thiệu đồng chí nhà văn đồ đem theo một bộ khóa sắt tức là đồng chí Nguyên nó đặt mà bên cơ khí đóng cho bộ khóa sắt